Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu mẫu sản phẩm A9 7970 km ha. Thì mẫu sản phẩm này thật ra trước đây mình đã giới thiệu cho bạn rồi, nhưng mà trước đó cái phiên bản của nó theo full box của nó chỉ là vi size bằng nhựa thôi. Nhưng mà cái mẫu sản phẩm này á, thì bây giờ hãng đã update lên là kim loại ha. Thì thật ra nó cũng sản xuất cái mẫu sản phẩm kim loại này, nhưng mà mình chưa có giới thiệu cho bạn thôi. Một số bạn nhận sản phẩm này thì nó đã lên nhôm kim loại ha. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho bạn coi nè. Mình sẽ tháo cái một cái visa ha. Nói chung thì visa trước sau thì nó sẽ giống nhau, thì nó đều là kim loại hết. Đây mình sẽ cho các bạn xem bên trong ha. Đó, đây là cái nhông kim loại nè. Và dĩ nhiên là cái nhông bên trong đây nó cũng bằng kim loại luôn. Cái nhông bên trong cái hộp visa này nè, đó, bằng kim loại ha. Và cái nhông truyền của nó thì lúc nào thì cũng bằng nhựa thôi. Đó, còn cái nhông này nè, nó vẫn là kim loại. Nhông truyền mà từ motor ra cái trục lắp á thì lúc nào cũng bằng nhựa hết ha. Xe nào cũng vậy. Cho nên là các bạn chơi mẫu sản phẩm này thì chúng ta có thể mua mẫu này ha. Tốc độ cao vừa có visa bằng kim loại nên chạy rất là ok. Bình thường các bạn chơi nhông nhựa thì chơi lâu ngày hay nó hay bị hư nhông á, thì chúng ta có thể thay visa khác. Nhưng mà đối với cái bản kim loại này thì nó sẽ hạn chế và khó hư hơn ha. Trừ trường hợp khi nào mà các bạn bị kẹt hay gì, bạn cố gắng bóp ga này nọ thì nó có thể bị mòn nhông hư nhông thôi. Còn nếu chạy ở chế độ bình thường thì nó khó mà hư ha. Thực tế thì hãng thiết kế cái nhông truyền này nè bằng nhựa là do để hạn chế các bạn lỡ kẹt hay đụng gì đó mà người ta bóp hết ga, nó sẽ hai cái nhông kim loại nó sẽ triệt tiêu làm ảnh hưởng hoặc có thể hư motor. Cho nên là hãng người ta thiết kế nhông nhựa, lỡ có bị kẹt hay gì thì nó, cái nhông kim loại của motor nó phá cái nhông truyền này ha. Thì cho nhông truyền này bị hư thì không ảnh hưởng đến motor ha. Thì đó là cho nên là tất cả các dòng xe nhông truyền này lúc nào cũng bằng nhựa, và bị sai thì nó bằng kim loại. Khi các bạn lưu ý, khi bạn mua mẫu sản phẩm này về á, thì chúng ta lúc nào cũng phải sạc pin đầy trước khi chơi ha. Hãng của người ta thiết kế là giữ pin sạc thì việc bạn ghi vào cốc sạc điện thoại đầu, còn lại ta ghi vào với cái rắc trắng của cái cục pin này nè là sạc. Và bạn lưu ý khi không sử dụng để an toàn thì bạn rút cái rắc pin này ra nha. Rút rắc pin này ra. Và nhiều khi mình ghi vô mà dù mình có tắt công tắc, nhiều khi nó bị cấn hay gì bật lên thì có thể bị cạn pin. Các bạn không để ý để lâu có thể bị hư pin ha. Còn trường hợp khi bạn sạc đầy thì trong vòng vài ngày thì bạn phải chơi ha. Nếu sạc đầy mà chúng ta để lâu quá thì sẽ có tình trạng hiện tượng là phù pin, và để các bạn phải chơi. Còn để lâu thì các bạn phải xả ha, chứ không được để cạn nó vẫn bị hư. Để lâu chúng ta sạc đầy, chúng ta chơi từng tầm 50% thì chúng ta để lâu ha, thì được. Nói chung khoảng giữa thì của pin nó sẽ để lâu được ha. Còn bạn để cạn hoặc là đầy thì nó sẽ có hiện tượng một hư pin hay là phù pin đó. Đây mẫu xe chúng ta, ví dụ bây giờ mình sẽ ghim vô thử ha. Các bạn sẽ bật công tắc ở đây ha. Chúng ta sẽ gắn 4 cục pin tiểu vào. Đó, thì sau khi gắn 4 cục pin tiểu, các bạn bật on lên trước ha. Đèn sẽ nhấp nháy như vậy. Chúng ta bật remote lên. Nó sẽ nhận nhưng mà đèn còn chớp là do các bạn ta lắc một cái ha. Đó, nó đứng đèn là kết nối. Chúng ta có thể lắc cò hoặc ta bóp ga ha. Nhưng mà ưu tiên thì chúng ta lắc cò thì nó sẽ nhận sóng. Thì khi bóp ga các bạn nó sẽ chạy nhanh ha. Thì mẫu này xe điện mà. Khi các bạn xe điện tốc độ cao, khi bạn bóp nhẹ thôi nó cũng chạy rất nhanh nè. Đó, rất là nhanh, nên là chúng ta chỉ có bóp nhẹ hết. Còn nếu các bạn mà bóp hết ga thì nó tốc độ 70 thì nó sẽ rất là cao. Đó, khi chạy tốc độ cao thì cái bánh xe này nó nhô lên luôn. Đó, đây nó hoạt động 4 bánh ha. Ví dụ bị kẹt một bánh đó, nó chạy 3 bánh còn lại. Hai bánh kẹt, hai bánh hai bên thì hai bánh kia nó vẫn chạy ha. Đó, vừa trái vừa phải. Ok, thì cái pin này thì chưa có đầy ha. Khi bạn sạc đầy thì tốc độ nó sẽ mạnh hơn nữa. Đó, không chơi người ta tắt. Rồi, rút cái pin ra cho an toàn ha. Và các bạn có thể lấy đem ra ngoài để người ta sạc, chứ không cần phải để pin trực tiếp trên xe. Do đây nó có cái dây này nè, các bạn gỡ ra, bạn lấy cái pin ra ngoài thôi. Đó, remote chúng ta sử dụng không nhớ tắt ha. Remote thì nó sử dụng pin tiểu, cũng tốn rất ít pin. Đó, khi bạn xài xong, bạn gắn lại, chúng ta có 4 cái ghim ha. Chúng ta sẽ ghim vào đây. Đó. Tương tự như vậy thì con A959 nó vẫn là những vi size trước sau kim loại nhé các bạn. Cho nên là các bạn lựa chọn thích cái mẫu truck, motor truck thì chúng ta mua mẫu A979. Còn các bạn thích mẫu buggy thì chúng ta mua A959B ha. A979B thì mình có để đường link bên dưới phần mô tả, các bạn để có thể click vào để tham khảo ha. Ngoài bạn đừng quên like và subscribe kênh, thì mình sẽ có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo sẽ update bạn trong những video tiếp theo. Mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.